chị Sư nhảy lên kia. Trời, chị Sư. Rồi chưa? Rồi nè đó. Rồi đi quay về già đi. Đó, ba bị gì sành điện nha, lắm dòm nha. Đó. Có những cái đỉnh cao lắm. Bà chị Sư có nó nhìn. Chụp hình thả có khác hả? Ừ. Thì đúng rồi, người ta sửa cho mình chỉnh mà đều là ba, như ví dụ 20 thì đó mà 600 ngàn nó phí. Giống đi trên máy bay vừa đáp xuống đó. Giờ mình đứng ở trên Đà Lạt mà mình quay ở dưới nha cả nhà. Đó, mình quay ở nhà y như